Chào chị em nha, hôm nay Trang sẽ chia sẻ cho chị em về tinh chất xâm đất bên Trang. Cái tinh chất này á, thì nó chuyên dùng để tái tạo da, thay một nền da mới, loại bỏ đi lớp da sần, da cũ, da bị độc tố hoặc là nhiễm những cái corticon, nhiễm những cái xâm hại của môi trường trước đó. Thì đối với những bạn đã cần để điều trị á, thì dùng xâm đất này cho tới khi có làn da đẹp. Còn đối với những bạn mà da ít khuyết điểm hoặc là không có khuyết điểm thì cũng nên chu kỳ khoảng 6 tháng đến 1 năm thì bạn nên tái tạo làn da mới của mình một lần. Giống như Trang thì Trang luôn duy trì thói quen đó, và sẵn dịp này ở nhà tránh dịch đó thì Trang cũng tái tạo lại da của mình luôn. Da của Trang thì không có nhiều khuyết điểm cho nên là Trang sẽ tái tạo qua một lượt thôi, tức là xài cho đến khi mà thay một nền da mới là da hơi bong thôi là Trang sẽ ngưng lại, Trang sẽ không xài nữa, và lúc đó Trang sẽ dưỡng phục hồi. Đây là ngày đầu tiên của Trang, bạn chỉ cần xịt ra như vậy. Trang thì khoảng 4 đến 5 giọt ha, rồi bạn thoa lên hết mặt. Chúng ta thoa lần đầu tiên thì có thể thoa mỏng, nhưng mà da Trang đã quen với những sản phẩm bên Trang rồi thì Trang sẽ thoa ướt mặt luôn, ướt đẫm mặt luôn. Đó, Trang cũng có một vài mụn ở đây nè, Trang sẽ thoa ướt đẫm mặt luôn. Và đến khi mà da mình nó căng và căng lên quá thì chúng ta sẽ ngưng khoảng 1 đến 2 hôm và cho da dịu lại, rồi chúng ta tiếp tục thoa tiếp. Nhớ là phải rửa mặt thật là sạch. Trang thì Trang dùng luôn sữa rửa mặt mỗi lần trước khi thoa nha mọi người. Một ngày thì chúng ta sẽ thoa 3 lần như vậy. Đó, thoa như vậy là xong rồi. Chúng ta đừng có chà sát nha, nhất là trong thời kỳ mới chuẩn bị bong da, đừng chà sát như vậy sẽ gây rát, cho nên là chúng ta chỉ nên ấn như vậy thôi. Thì với những bạn mà da độc tố nhiều á thì có thể là quá sẽ có hiện tượng là căng và đỏ lên nhiều. Còn đối với những bạn mà da khỏe thì sẽ rất là khó hiện tượng đó, và nó chỉ có hiện tượng là khô, da khô lại và bắt đầu bong ra. Khi mà bong ra thì bạn có thể liên hệ cho Trang để Trang chỉ cho bạn cách cấp ẩm và phục hồi lại, ngưng hay là